chính là một cuộc. Và nói từ nãy đến giờ động tinh quân vậy thì vô tầm ở đâu? Vô tầm trong truyền thuyết ở đâu? Vô tầm mình gọi là đây ạ. Đây chính là vô tầm. Cả một sự này mình gọi là vô tầm. Và để cho mọi người dễ hình dung thì người ta có hắn những cái đèn mắt của ta. Đấy là hình ảnh của vô tầm. Và trước khi vô tầm gia đình mình sẽ cảm nhìn thấy một chú sư tử. Đây là mắt sư tử đấy. Mình đang đứng ở trên vô tầm. Nhìn ra mặt. Và bên cạnh đấy thì chúng ta hình ảnh của thiềm tử trong các và nhé. Đây ạ. Nhưng mà bên cạnh đấy thì ạ, nói từ nãy giờ đúng không ạ? Nhà mình đã nhìn thấy hình ảnh của nàng mây và hoàng tử rồng đâu ạ. Tôi ở đây ạ, người ta nói rằng là nàng mây hoàng tử rồng trong dẫn cho nhau ạ.